Các hãng thông tấn Nga dẫn lời Armen Grigoryan, thư ký Hội đồng An ninh Armenia cho biết, nhờ nỗ lực của cộng đồng quốc tế mà Armenia và Azerbaijan đã đạt được lệnh ngừng bắn, có hiệu lực từ 20 giờ ngày 14 tháng 9 theo giờ địa phương. Vài giờ trước thông báo của ông Grigoryan, Bộ Quốc phòng Armenia cho biết giao tranh đã chấm dứt nhưng không đề cập đến lệnh ngừng bắn. Phía Azerbaijan chưa đưa ra tuyên bố về thỏa thuận này. Trước đó, Armenia cáo buộc Azerbaijan gây hấn, trong khi Azerbaijan cho biết mình chỉ đáp trả các vụ tấn công của Armenia. Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan cho biết có 105 binh sĩ Armenia thiệt mạng trong các cuộc giao tranh từ hôm 13 tháng 9. Phía Azerbaijan cho biết họ mất 50 binh sĩ nước này trong ngày giao tranh đầu tiên.